Cô Lý Nguyễn hỏi là nếu mà khi mà ngồi ghế điện từ trường thì lúc mà nhận năng lượng có tác động được không ạ? Nghĩa là ngồi trên những cái thiết bị mà nó có từ trường á chú. Cái Có từ ảnh hưởng trường gì nó có tác không? động gì, cái phần năng lượng mình nói là nếu mà có tác động nhiều khi làm hệ thần kinh của anh chị em bị chi phối thì giảm cái hiệu quả. Tại vì cái phần năng lượng mà não bộ của chúng ta nhận là năng lượng cực kỳ im, là cái tần số này im nhất mà tất cả những hệ thống khoa học máy móc không có thể tạo nên được, chỉ cái não bộ anh chị em mới tạo ra được thôi. Thành ra những cái phương tiện mà anh chị em ngồi ghế massage, ghế từ trường, đủ các loại thiết bị để mà hỗ trợ vấn đề chữa lành đó, thì nó sẽ làm giảm đi cái hiệu năng của energy khi anh chị em tiếp thu năng lượng, làm giảm đi cái phần đó. Tại sao? Tại vì mình bị chi phối. Tại vì những cái tác động của năng lượng nó làm cho tế bào của mình nó không có nằm trong trạng thái ổn định để tiếp thu năng lượng. Và khi chúng ta thực hiện như vậy thì cái hiệu quả nó kém. Nhớ nha, chúng ta phải thực hiện, chúng ta tiếp thu năng lượng là trong trạng thái hiểu biết, trong trạng thái đón nhận và trong trạng thái tư tưởng anh chị em điều phối năng lượng, chứ không phải chúng ta ngồi đó chúng ta không làm gì cả và chúng ta cứ là tính chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì nó không hiệu quả đâu. Chẳng như tiếp thu năng lượng là phải hình dung nhận năng lượng vào và điều phối năng lượng đến những nơi mà bị bệnh bị đau, hoặc là hình thức là mình tiếp nhận vào đó, vào cái phần tủy xương của mình, tủy sống của mình, rồi mình để cho tủy sống của mình, tế bào nó tự nó đi lan tỏa, là lúc đó chúng ta gửi năng lượng cho nó và tế bào nó biết cách để nó lan tỏa, hoặc là chúng ta hỗ trợ tế bào dùng tư tưởng mình để đưa năng lượng để hỗ trợ tế bào nó hoạt động tích cực hơn, giải quyết tình trạng nhanh hơn. Đó là những điều mà anh chị em cần phải ghi nhớ khi anh chị em thực hiện bộ môn energy này.